Con xin thưa rằng có đó có rất nhiều người họ van cầu Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi cứu khổ cho con, cho con thoát qua những cái khổ nạn, đứng về mặt sự với tâm chí thành. Nếu họ có cảm tức có ứng đó quý vị. Điển hình là ở tại thành phố Cao Lãnh đó quý vị, có một gia đình Phật tử nọ, cô này là Phật tử thuần thành ở chùa Hưng Thiền, cô phát tâm tín kính Tam Bảo. Và cô có rất đông con, trong số đó là có một người con gái làm nghề giáo viên, người chồng cũng làm nghề giáo viên dạy học. Thì hai vợ chồng sanh được đứa con đầu lòng, đứa con gái, mà do cái nghiệp của nó chiêu cảm, sanh ra đứa con nó bị nghe dại đó quý vị. Nó tự bản thân nó nuôi nó lớn lên, tự bản thân nó không thể nào ăn uống, tắm rửa, mặc đồ được. 11, 12 tuổi rồi, nhưng mà nước giải cứ chảy lòng thòng, nói thì ngọng nghịu không thành lời, đi thì không vững, nó nghe dại, mình nhìn cái mặt mình biết liền. Gia đình rất là buồn, hai vợ chồng hàng ngày niệm Phật sám hối và rất tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi cô này 40 mấy tuổi năm rồi đó, thì cô mang thai. Khi đi siêu âm khám thai thì bác sĩ cho biết phải bỏ cái thai này liền, không thể giữ lại được. Bởi lẽ cái thai đó là sanh đôi, hai đứa bé trong bụng. Nó có vấn đề, bác sĩ không dám nói rõ như vậy mà bảo rằng phải bỏ liền, 1, 2, 3 phải bỏ liền cái thai này. Bởi vì nó đã có vấn đề rồi. Nếu cô không nghe lời cô giữ lại thì sau này cô đừng hối hận. Cô nghĩ rằng 3, 4 tháng rồi, mang thai 3, 4 tháng mà bây giờ phá thai. Thì cô là người Phật tử, sát nhân, giết người, thai nhi cũng là một mạng người đó quý vị. Tuy nó chưa mở mắt chào đời thiệt, nhưng mà ở trong bụng mẹ nó vẫn có sự sinh tồn của nó. Nó cũng là một mạng người, cô không dám phá thai. Và hai vợ chồng cứ ao ước sanh một lần này, tuổi lớn rồi, 44 mấy tuổi rồi, chỉ sanh một lần này thôi, dù con trai hay con gái cũng được. Mà bây giờ bác sĩ bảo là phá thai, phải bỏ cái thai này. Cô do dự mãi, rồi đến chùa Hương Thiền gặp ngay con hỏi. Thì con an ủi, trấn an cô, biết rằng cái việc siêu âm của bác sĩ là chính xác chứ không có sai rồi. Nhưng mà con bảo rằng Phật Pháp rất là màu nhiệm, cô hãy dùng cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy đó chuyển hóa nghiệp của mình đi. Hằng ngày cô niệm Phật sám hối, nhất là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Chí Thành, đảnh lễ và chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Làm tất cả những thiện pháp để hồi hướng cho hết những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Dạy cho cô những cái điều đó, cô về cô thực hành hết. Gia đình ăn chay niệm Phật và hai vợ chồng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ cái thai 4 tháng cho đến 9 tháng mấy, cô không dám đi siêu âm nữa. Sợ bác sĩ nói là động nữa, mình bị dao động nữa, là mình mất tinh thần nữa. Cô cứ tin vào Phật Pháp màu nhiệm, hàng ngày niệm danh hiệu của Ngài và thường chiêm ngưỡng dung nhan của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đến ngày sanh nở cách đây 6 tháng, tức là trước Tết đó quý vị, thì cổ lại lên Sài Gòn, là cái người bác sĩ đó, thì bác sĩ lắc đầu, bác sĩ nói là tại cô không nghe lời tôi nha. Nhưng mà khi cổ sanh thì hai đứa bé, một gái và một trai, rất là kháu khỉnh. Bác sĩ giật mình, cái người bác sĩ chuyên khám cho cô lại giật mình. Tại sao mà siêu âm không bao giờ sai, chính xác là biết là hai đứa bé, mà biết rằng đứa bé này nó bị dị tật, có vấn đề mà không biết tại sao mà sanh ra được hai đứa bé kháu khỉnh như vậy. Hồi sáng này gia đình cô ẵm hai đứa bé đến chùa lại Phật, và cô nói một câu: con rất tin Phật Pháp màu nhiệm. Sự màu nhiệm của Phật Pháp là do lòng tin của cô đó. Do gì gia đình tâm chí thành cảm thì Bồ Tát Quán Thế Âm ứng theo cái tiếng cầu cứu đó mà đến giải cứu liền. Nhưng mà chúng ta phải với một điều kiện là chí thành và phải làm những thiện pháp thì mới chuyển được cái nghiệp của mình nha quý vị.